Hello, em xin chào cả nhà, lại là em Di đây, cửa hàng xe gắn máy Di Dũng Củ Chi. Bên em chuyên mua bán trao đổi tất cả các loại dòng xe gắn máy nó qua sử dụng nha anh em. Địa chỉ quen thuộc là 271A, đường tỉnh lộ 15, ấp Phú An, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, cách nhà thờ Phú Hòa Đông 100m nha. Anh em nào không nhớ địa chỉ đường thì cứ liên hệ em qua số điện thoại Zalo là 0379666994, số Zalo của em. Nếu quý cô chú nào mà không gọi được cho em thì cứ nhắn tin cho em khoảng tầm 5-10 phút thì em thấy tin nhắn thì em sẽ trả lời lại nha. Còn nếu quý cô chú nào muốn địa chỉ thì cứ nhắn tin cho em sẽ gửi cái vị trí cửa hàng của em cho mọi người nha. Anh em chỉ cần bấm vào đó thì nó sẽ dẫn đến cửa hàng của em. Thủ tục góp thì cũng rất là đơn giản thôi, anh em chỉ cần một cái căn cước công dân có gắn chip không được nợ xấu trên 20 tuổi và dưới 60 tuổi nha. Thì mấy hôm nay em cũng có bán lai rai nha. Nói chung là cũng bán lai rai, không bằng mấy hôm kỳ trước thôi. Hôm nay thì thứ 6 rồi, ngày 1 tây tháng 9 nha. Ngày mai cũng là 2 tây tháng 9 rồi. Em cũng chúc cho quý cô chú hoặc là anh chị em đi đường về quê lúc nào cũng bình an nha. Bình an đi tới nơi, về đến chốn nha anh em. Còn anh em nào có đam mê phượt thì chạy tốc độ cũng vừa phải thôi nha, an toàn là trên hết nha anh em. Hôm nay em về con Sirius, con này đời 2020 luôn. Xe này máy em ru à, giá rẻ có 10.800.000 thôi, để anh em 10.800.000 thôi nha. Xe này 2020 thì mấy hôm nay thì cửa hàng của em thì cũng có lai rai ha. Hôm nay em về con Rim, con này Rim City nha mọi người, 50E6060, biển số cũng dễ thương lắm. Em dạo một vòng cho quý cô chú mình xem xe. Nếu quý cô chú nào mà yêu thích dòng xe nào thì cứ liên hệ em nhé, hoặc là chụp biển số xe gửi qua Zalo giúp em. Qua số điện thoại thì em dưới đây em có để phần mô tả nha anh em. Nếu quý cô chú nào mà yêu thích dòng xe nào thì cứ cọc cho em 1 đến 2 triệu thì em ship xe cho mọi người nha. Còn nếu quý cô chú nào mà chưa đủ khả năng thì cứ cọc cho em giữ xe đó cho quý cô chú mình tầm khoảng 1 tuần, 2 tuần hoặc là 1 tháng thì quý cô chú mình lại lấy xe ha. Em giữ chân xe cho mọi người. Để em lên phía trước em quay cho mọi người nha. Hôm nay con Elizabeth này mọi người có 5.3 triệu thôi, biển thành phố luôn, máy im ha, xe chạy máy đã lắm. Mấy cái dòng này đi làm cũng ngon, cốp cũng rộng nữa, màu đỏ cũng rất dễ thương. Này tính quay sớm mà nó mưa quá, mưa ướt nhẹp hết trơn luôn. Hôm nay lễ gần sắp lễ rồi mà trời âm u quá. Đây là bảng cửa hiệu của em nha mọi người. Nếu quý cô chú nào mà không rành đường đi thì cứ liên hệ em nha. Bên tay phải của em đây là cửa hàng xe gắn máy Di Dũng Củ Chi, bên em chuyên mua bán trao đổi xe gắn máy qua sử dụng nha. Còn bên tay trái của em đây là dịch vụ cầm đồ Di Linh nha. Bên em có chuyên mua bán và trao đổi xe nha mọi người. Trước mặt quý cô chú đây là một em Winner, em này là Winner X nha mọi người. Xe này Winner X, xe này không có ABS nha, xe này không có ABS nha mọi người. Xe này máy nổ thì rất là êm luôn, xe máy móc hiện nguyên zin. Xe nãy em có nổ máy thử thì quên tắt chìa khóa thôi, cho để nổ máy luôn cho quý cô chú mình nghe máy nha. Phải công nhận một điều là mấy cái dòng Winx này máy nổ rất là chắc luôn, bô nổ rất là lớn luôn nha. Xe này mấy cái dòng Winner này bô nổ nghe rác lắm. Xe này mang biển kiểm soát là 69K132494, xe này vừa mới lấy hồi sáng luôn. Còn em trả giá mọi người là 18.800.000 ha. Mẹ Winx màu xanh, máy cực kỳ im luôn, máy zin, xe máy móc thì nguyên zin nha mọi người. Anh em nào ở Cà Mau thì có ưng thì ưng mẫu này thì cứ chốt cọc cho em ship về Cà Mau cho quý cô chú mình nha. 18.800.000 cho em Winx này nha mọi người. Tiếp theo là một em Winx, con này 150, mang biển kiểm soát là 61H171577. Em này thì ngay chủ bao ký cho quý cô chú mình ha. Xe này thì cũng có ký quý quyền về em rồi.
mấy cái xe này quý cô chú chỉ cầm giấy ủy quyền đi, bên em ủy quyền toàn phần cho quý cô chú mình đi. Xe này biển Bình Dương nha mọi người, anh em muốn sang tên đổi chủ thì cứ thêm phí ra giúp em, cửa hàng của em thì sẽ hỗ trợ cho quý cô chú mình nhé. Máy móc thì em bao mọi người là nguyên zin, xe này hai kính đầy đủ luôn. Nếu quý cô chú mình mua xe thì em lắp kiến cho quý cô chú mình nha. Xe này có ABS luôn nha mọi người. Đây, ABS nha. Đi 15.000 cây. Máy nổ rất là im luôn. Xe này màu xám đỏ nha anh em. Màu xám đỏ. Thì màu xám nha, màu xám bạc. Kết hợp với màu đỏ, có hắn ABS luôn nha mọi người. Có tem mát năng lượng xanh nè. ABS thì đi rất là ok luôn, mấy cái dòng ABS thì thắng chuẩn lắm. Đèn chân còn rất là sáng xe luôn nha mọi người. Đèn mát theo xe vẫn còn nha xe. Em để giá mọi người là 20.800 ha, ngay chủ bao ký cho anh em luôn. Anh em cứ cầm cờ bạc, anh em cứ cầm cờ bạc hoặc là giấy ủy quyền đi. Rất là ok nha. Xe không có ai nói năng mà được hết nha mọi người. Màu cũng dễ thương lắm, xe này mấy cái màu này rất là ok luôn. Hôm nay thì em cũng vừa đổi mấy số xe, có xe em cũng có mua về ha, cũng có xe thì cũng có anh em lái hoặc là anh em có chào mình thì mình không có thu mua ha, tại vì mấy hôm nay thì xe cũng không có, cũng chậm quá nên em không có thu mấy dòng cao cấp về. Em mua mấy cái dòng xe rẻ rẻ tiền bán cho quý cô chú mình đi làm ha. Trước mặt quý anh chị em đây là một con Accenter 150, một xin lỗi anh em là 2.10 nha anh em, con Accenter 2.10 mang biển kiểm soát là 59Y211281. Em này thì đời 2011 nha, nhưng mà cuối 2011 rồi. 5B71 nha anh em. 5B71 nha, nãy để đây thì trời mưa quá. Thế anh em có thấy không? Đời 2011 nha anh em, cuối 2011 luôn. 5B71 biển Củ Chi. Con này biển Củ Chi nha. Số cũng dễ thương lắm, 11281. Máy thì em bao mọi người là thi thầm luôn nha. Máy thì nổ rất là im luôn. Dàn chân cũng còn rất là sáng nha, dàn chân còn rất là sáng xe luôn anh em. Xe này đi cặp vỏ trước sau là Michelin xịn luôn nha mọi người, Michelin xịn luôn nha. Cặp vỏ trước sau thôi là có hơn 1.000.000 rồi. Anh em nào mà có chơi xe thì nhìn cặp vỏ này là biết là cặp vỏ này mới ra luôn nè. Michelin nha, Michelin xịn luôn. Một bộ body kit luôn nha, body kit này của Ad210 luôn, Ad210. Nói chung là xe này dọn heo zin nha, chứ không có dọn lai đồ. dọn về zin. Bộ body kit của ngày 2010 luôn nha mọi người. Nói chung mà xe này không có thiếu gì hết. Chỉ có anh em hết thì mình rớt tiền thôi ha. Xe này phải nói rất là đẹp luôn, máy thì im. Em quay mọi người chi tiết cho mọi người xem. Nếu anh em nào thích dòng E 2010 muốn sưu tầm chơi thì cứ liên hệ em nha. Qua số điện thoại là 0379666994. Số Zalo của em, nếu quý cô chú nào mà có nhắn tin hoặc là gọi em không được cứ nhắn tin cho em nha. Xe còn rất là, cặp vỏ trước sau còn rất là mới luôn nha. Cặp vỏ City Road nha mọi người. Cặp vỏ này là trước sau cũng 1.000.000 rồi. Máy nổ thì rất là thì thầm luôn. Đây. 5B71 nha anh em. Anh em nào thích thì cứ liên hệ em nha. Giá thì em đã là 4X nha anh em. Anh em nào thích thì cứ liên hệ em. Đẹp 2011 luôn. Tiếp theo là một con Vario mang biển kiểm soát là 70H1 52928. Con này 150 nha. Xe này đời 2021 2022 rồi. 150 có kính đầy đủ luôn.
ngay chủ bao ký cho quý cô chú mình nhé. Xe này đã ký về em rồi, remote hai remote đầy đủ nha, hai remote đầy đủ luôn, hai thẻ bài với một hai cái cây vẫn còn còn đầy đủ nha. 150 Vario biển 70 Tây Ninh nha, 70H1552928, để giá là 37.500.000 nha. 37.500.000 cho con Vario 150 nha mọi người. Máy móc hiện bao mọi người là nguyên zin nhé, xe này odo đúng nha mọi người. Xe này thì còn rất là mới luôn. Máy móc hiện nguyên zin. Xe vẫn còn luôn nha mọi người. Đây, cặp vỏ còn mới ton nè. Đi có 8.000 mấy, 9.000 mấy cây rồi, chưa có xi nhê xe này đâu. Xe này mới có ru đai thôi nha mọi người. Đây, dàn ốc cũng còn rất là sáng luôn. Này tính chạy ra quay mà mưa quá, dơ quá. Tiếp theo là một con AB. Xe này thì em này thì AB đầu bò nha mọi người. Máy thì em bao mọi người là nguyên zin, đầu chưa rớt luôn nha. Nồi thì bên nồi thì có tháo ra vệ sinh rồi, còn đầu thì mình chưa rớt nha. Xe này máy thì phải cực kỳ chắc luôn. Xe này em này mang biển kiểm soát là 93L10019, em để giá là 11.800.000 ha. Xe này em bao mọi người là máy móc là cực kỳ im luôn. Xe này mà không không im là không lấy tiền nha anh em, đến chạy thử test thử thoải mái luôn nha. Em này màu vàng đồng nha anh em, màu vàng đồng kết hợp với màu đen nha. Em AB đầu bò, anh em nào ở Bình Phước thì ưng con này thì cứ cọc cho em ship về cho anh em nha. Thì có 11.800.000, máy thì bao mọi người là nguyên zin nha. Xe này đầu chưa rớt luôn, em này đầu chưa rớt nha. Biển 93 Bình Phước, 93L10019, 11.800.000 ha. Máy chạy rất là im luôn, nó qua FI à, đi không có hao xăng. Quý cô chú nào mà yêu thích thì cứ đăng ký kênh hoặc là chia sẻ clip của em nha. Em có ra video mới thì sẽ thông báo cho quý cô chú mình xem ha. Nếu quý cô chú nào mà có yêu thích thì cứ chọc cho em nha. Em không có dặn miệng nha, nhiều anh chị em thì cứ dặn miệng em, thì mà đến lúc thì đến xem xe đến lấy thì em cũng đã bán rồi. Mắc công quý cô chú mình nói qua nói lại ha. Có nhiều chú thì cũng đã dặn miệng mình, đã dặn miệng ha, cứ dặn miệng đến 2-3 ngày lấy mà cũng không thấy đến coi. Có lúc mà em bán rồi thì quay lên thì trách móc ha, em cũng cũng không biết sao để nói chuyện luôn. Tiếp theo là một con Ly mang biển kiểm soát là 55B5 3420. Em này thì biển Tân Bình nha anh em. B Tân Bình nha, biển con này 9 nút luôn. Máy thì con này thì máy thì cực kỳ im. Một em Ly. Xin lỗi anh em là phải bóp hắn bên kia mới đề được ha. Con này màu một kem nha anh em, màu hột gà. Mấy cái dòng đời cũ, mẫu cũ này mình đi là phải nói cực kỳ luôn. Máy là cực kỳ im luôn nha. Xe không có gì mà gọi là hú hí luôn nha anh em, mua về chỉ có mình anh em lấy về chỉ có đi chợ hoặc là chở con cháu mình đi học rất ok nha. Nhớt nhau đầy đủ là đi tới già luôn cũng không có xi nhê em nó nữa. Có một tay cũng có lấy cốp lắm. Xe em này cốp rất là rộng luôn, anh em mua về chở đồ hoặc là mình bỏ quần áo hoặc là đồ cá nhân á, rất là ok ha. Cốp rất là rộng luôn. Máy này em này thì máy em bao mọi người là cực kỳ im luôn nha. Nếu mà không im là không lấy tiền nha anh em. Anh em lên thử xe này mà nếu mà không im là gửi anh em lại tiền cà phê ha. Mấy dòng này thì máy rất là im ha. Xe nào em dám bao thì em nghe rồi em dám bao nha mọi người. Tiếp theo là một em Vision. Em này màu đen nhám nha anh em, màu đen nhám. Máy thì nguyên zin. Em này mang biển kiểm soát là 59Y2 82058. Một em
Vision. Xe này phải nói là cái máy rất là im luôn nha, không phải xe của mình là mình khen nhiều, máy nó im thật. Mấy cái dòng này máy rất là im luôn. Nhiều khi mấy cái dòng đời mới mà máy nó không im bằng nha. Mấy cái đời mà tầm 2015 đến 2017 mình dây về máy rất là im luôn. Cái nồi chạy không có miếng hú luôn nha anh em. Còn anh em mà có chạy thử qua đời khoảng tầm đời cao á, tầm khoảng 19-20 á, nếu anh em chạy cảm nhận là sẽ biết rõ liền. Tất nhiên thì máy thì nguyên zin rồi, nhưng mà cái độ mà độ im á thì nó bằng mấy cái em mà đời từ 2015 đến 2017 nha anh em. Nếu anh em nào mà có sử dụng qua, có chạy qua, có test thử, có cảm nhận thì anh em sẽ hiểu rõ những mấy cái đời này nha. Em này thì biển Củ Chi nha anh em, biển Củ Chi nha, màu đen nhám, im giữa đây màu đỏ. Có pha đầy đủ nha anh em. Đèn đuốc ok, xe này km lên bình thường luôn. Em để giá là 11 triệu, xin lỗi anh em là 18 triệu 800 ha. 18 triệu 800 cho em Vision này nha mọi người. Đây, dàn chân nè. Này máy chấm vàng heo hãng của vẫn còn luôn nha anh em. Cặp đèn cày zin heo xe vẫn còn nè. Đây là ổ khóa hồi mình mới mua xe tới bây giờ luôn. Xe này cũng còn khá là keng ha. Còn khá là keng luôn. Màu đen nhám, anh em nào thích màu đen nhám thì cứ liên hệ em nha. Xe này biển Củ Chi luôn. Y2 82058 biển Củ Chi nha anh em. Tiếp theo là một em Vision. Em này thì mang biển kiểm soát là 60B5 11258. Em này thì đời mẫu cũ nha, em mẫu cũ. Mấy em mẫu cũ là chạy cũng rất là bốc luôn nha anh em. Biển Đồng Nai nha, em để giá là 12 triệu đồng. Anh em nào thích thì cứ liên hệ em nha. Còn anh em nào muốn ship tận nơi, tận nhà, tận vườn thì cứ cọc cho em, em ship về cho anh em mình nha. 60B5 11258. Biết hắn bên đây biết có đề được không? Xin lỗi anh em là phải báo hắn bên kia mới đề được nha. Xe này máy rất là im luôn. Nó qua FI nha mọi người, đi không có hao xăng. Nó qua FI rồi, đi không có hao xăng ha. Giá mềm ha, có 12 triệu đồng thôi. Anh em nào hết thì cứ liên hệ em nha, qua số điện thoại là 0379 666 994, số Zalo của em nha. Số Zalo của em. Còn anh em nào không biết đường đi thì cứ gọi em nha, em chỉ cửa hàng của em, hoặc là em gửi cái vị trí cửa hàng của em nha. Anh em cứ bấm vô vị trí là nó sẽ dẫn đến cửa hàng của em luôn, hoặc anh em cứ gọi Google Map là cửa hàng xe máy Di Dũng Củ Chi thì nó sẽ ra nha anh em. Cũng còn rất là sáng ha, anh em cũng còn rất là sạch sẽ liền ha anh em. Máy im, máy cực kỳ im rồi. Xe mấy cái dòng này em bao mọi người là máy im ha. Tiếp theo là một em Vision. Em này thì để em coi biển số ở đâu. Em này mang biển kiểm soát là 50N119213. Em này thì biển Bình Chánh nha. Biển 50N là biển Bình Chánh. Xe này máy thì rất là im luôn. Để em nổ máy cho quý cô chú mình nha. Xe này dài thì có khi bên đây đề được, có khi bớt hắn bên kia mới đề được. Em này em để giá mọi người là 19 triệu 800 thôi nha. Em quên ghi giá xe vừa mới về luôn. Năm cho mọi người thôi, anh em mua về dễ sử dụng nhé. Máy cực kỳ im luôn, máy không có gọi là hú hí luôn nha mọi người. Vi sinh mới giờ nó khoảng tầm ba mấy triệu nha anh em, ba mấy gần 40 triệu á nếu giấy tờ luôn. Xe giờ còn có mười mấy triệu thôi, máy im cực kỳ luôn. Hai kính đầy đủ luôn nha mọi người. Xe này vừa mới lấy về luôn, mới lấy về
trước máy nó còn rất là im ha. Màu đỏ cũng đi, màu đỏ thì mấy chị hoặc là mấy em học sinh sinh viên đi cũng cũng rất là ok. Xe biển thành phố luôn nha mọi người, biển Bình Chánh nha. Tiếp theo là một em Vision mang biển kiểm soát là 70K31539. Em này có hàng tài đuôi luôn nha mọi người. Đuôi là hàng tài luôn nha, 39. Anh em nào ở Tây Ninh thì nên lấy em này về nha. Về đi rất là ok luôn. Máy em bao mọi người là nguyên zin nha. Máy móc thì bao nguyên zin, máy im nha mọi người. Em trả giá mọi người là 17.800 cho em Vision đi nha. Hai em màu đỏ luôn nha mọi người. Màu đỏ thì anh em thích màu nào thì biển ở đâu thì anh em cứ cứ đến và xem xe ha. Tiếp theo là một em Alibet nha mọi người. Một em Alibet, xe này em này thì biển 59SD179618. Một em em này thì máy nổ cũng rất là im luôn. Để nổ máy nha, cho quý cô chú mình nghe ha. Anh em mua về đi làm hoặc là chạy cài bừa cũng ngon. Anh em mua cho chị hoặc là vợ mình đi làm dựng trong xưởng hoặc công ty không có sợ chạy xe ha. Còn anh em mua mấy cái dòng đời mới, thì xình mới hoặc là mua dòng SH đi mình dựng trong xưởng hoặc là chỗ mà đông xe, nhà bãi dưới xe thì dễ rất là chạy ha. Anh em mua mấy cái dòng này đi mình để trong mấy cái chỗ rửa xe đi không có sợ chạy ha. Giá chỉ có bằng em Trung Quốc thôi. Em này mang biển kiểm soát là 59D79618, có 5.3 triệu thôi nha mọi người, 5.300 triệu ha. Đề nhẹ là nổ liền nha mọi người. Có một tài thì cũng hơi khó đề xíu. Ru à, có 5.3 triệu thôi. Và giá hơn con Trung Quốc xíu ha. Trung Quốc giờ anh em mua cũng từ 3 đến 4 triệu mấy rồi. Mà chưa chắc mà cũng có bình đề đầy đủ nữa. Anh em mua cả 5.3 triệu thôi. Em có bớt lọc lá cho quý cô chú mình ha. Mua về mình đi làm đề cái là nổ thôi. Máy chạy im lắm. Mấy dòng Alibet này máy chạy im mà bốc nữa. Tiếp theo em về một con Nu 5 mang biển kiểm soát là 83B412938. Em này thì một em Nu 5 ấy, FI phun xăng điện tử rồi nha mọi người. Xe còn rất là can ha. Màu xe này màu trắng ha, kết hợp với màu tím. Màu tím tím nho nha anh em, màu tím nho. Đây, màu trắng đen nha anh em, xe cũng còn rất là can ha. Anh em mua về chạy, mình chạy cài bừa hoặc là mình chạy dịch vụ rapper cũng rất là ok. Xin lỗi anh em là phải bóc thắng bên kia ha nha anh em. Anh em nào muốn chi tiết hơn thì cứ liên hệ em nha, cứ liên hệ qua Zalo em chụp hình xe gửi chi tiết nổ máy xe cho em gửi cho quý cô chú mình nghe nha. Biển 83B412938. Máy thì rất là im luôn, đèn bình càng full chức năng đầy đủ nha anh em. Xe này em để giá mọi người là 7.800.000 ha, 7.800.000. Em có ghi bảng giá đây chắc nó đã bay rồi. Đây có 7.800.000, lát nữa em sẽ ghi lại ha. Nó ướt quá sợ ghi nó không có ăn tại bút lông. Lát nữa em sẽ ghi bảng giá là chụp gửi lại cho quý cô chú mình xem ha. Tiếp theo là một em clip nha mọi người. Em này clip mẫu cũ. Xe này clip Play nha anh em. Màu trắng xanh. Em này màu trắng xanh ha. Mang biển kiểm soát là 59S42090 59S242084. Em này bị Hữu Đức nha anh em. Anh em nào ở Hữu Đức thì nếu mà ơn em này cứ mua về lấy đi ha. Xe nhỏ gọn, máy im, full chức năng, mọi chức năng hoạt động đều tốt ha anh em. Xe em còn rất là can nha anh em.
tỏi không ru à, bấm nhẹ nút đề là nổ liền luôn. Này cũng chi mưa ha anh em, mới có đầu tuần lễ mà mưa rồi. Mang clip ba lay xe này nhìn màu cũng dễ thương, đi cũng rất là ok. Anh em mua mấy cái màu này đi nhìn nó lạ lạ cũng hay ha. Thường clip thường nó sẽ có màu đỏ với màu đen thì anh em đi nhiều ha. Còn anh em nào mà mình mua mấy cái dòng màu này đi thì cũng lạ lạ, nhìn nó cũng dễ thương. Còn clip thì màu đỏ với màu đen thì nó đầy đường rồi nha anh em. Còn mấy clip mà Play này lâu lâu mới có chiếc nha. Rất là im luôn. Tiếp theo là một em Luviat GTX nha anh em, một con Luviat. Xe này em này mang biển kiểm soát là 59S11-15844. Em để giá mọi người là 8 triệu đồng thôi nha, có bớt lọc lá cho anh em nha. Còn anh em nào hết thì cứ cọc cho em ship về cho anh em nha anh em. Em nổ máy cho mọi người nghe nhé. Để giá mọi người là 8 triệu đồng thôi, 59S11-15844. Xe Luviat xe này thì nó nhỏ gọn, đi cũng rất là dễ thương nha. Tì rất là dễ thương luôn. Anh em mua về cho vợ hoặc là cho lớn cho mấy cô chú lớn tuổi đi chở con cháu đi cũng rất là ok ha. Xe này nó nhỏ gọn, đi cũng rất là ok luôn. Mấy cái dòng Luviat mà rất là êm. Tiếp theo là một em Noza ha. Em này Noza biển Củ Chi. Em này mang biển kiểm soát là 59Y2-14863. Một em Luviat FI phun xăng điện tử rồi nha mọi người. Xe này thì kính gọng heo xe đầy đủ nha. Cái gọng này là heo xe heo 5 tháng luôn, đi heo 5 tháng xe luôn tới bây giờ luôn nha anh em. Đây ốp inox nè, chữ Noza heo 5 tháng luôn nha. Chủ đi cũng rất là ok, đi rất là kỹ nha. Em Noza máy thì em bao mọi người là nguyên zin ha, máy cực kỳ êm luôn. Kính hai cặp kính theo xe vẫn còn luôn nha anh em. Nay mình nãy mình gạt qua hết thì nó qua bên mở bên xăng rồi, nó nằm ở giữa. Còn gạt qua hết thì nó mở cái nút xăng ha, nút bật nút xăng. Em này thì mình gạt qua bên qua trái thì mở cốp, còn mình gạt qua bên phải thì nó mở nắp xăng ở trên ha. Có nhiều anh em đến mua xe không biết thì mình chỉ. Còn bữa có chị kia đến mua xe hỏi ủa gì cái xe này mở xăng thế nào gì thì em cũng vòng một buổi trời em mới biết được cái cách mở cái nắp xăng nó như thế nào luôn. Có nhiều xe mở nắp bình xăng cũng không biết mở sao luôn nha mọi người, thiệt luôn á. Phải dọc thì chút xíu thì sẽ biết thôi. Còn em Noza ha, em này máy im, xe đang nổ luôn nha mọi người. Chỉ có 10 triệu 500 ha. Anh em nào ưng mấy cái dòng Noza này thì liên hệ em nha. Xe này biển Củ Chi luôn nha anh em, 59Y2-14863. Anh em nào thích thì liên hệ em nha, biển Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Xe này full chức năng đầy đủ nha anh em, đèn đuốc đều ok ha. Xi nhan luôn, là xi nhan trái, xi nhan phải nè, ok đầy đủ hết nha anh em.
top đều trái ok ha. Đây đèn top đây, mình đang bóp nhấp nháy đây. Xe này nói chung là không hiếu gì nha mọi người. Đèn bình càng full chức năng đầy đủ ha. Odo km lên bình thường ha. Anh em nào chạy không sợ tốc độ ha. Có 10.500.000 thôi, giá miền Bình Dân cho quý cô chú mình ha. Miền Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, màu trắng cũng dễ thương lắm. Tiếp theo là một em quay Alpha. Em này thì mang biển kiểm soát là 52M90647. Em này thì một con quay Alpha lốc đen. Em này đề nhẹ cái là nổ liền luôn nha. Chắc hết xăng rồi, nó bị hụt xăng. Nhưng mà đề nhẹ là nổ liền luôn nha anh em. Nó bị chắc là hết xăng, nó qua cái mức bơm hết rồi. Em này thì quanh pha lốc đen, máy thì em bao mọi người là thì thầm luôn nha. Xe này thì đã lên một cặp phuộc nai nha mọi người. Anh em nào đang có ý định mua chở đồ, mua một con quanh pha để chở đồ thì suy nghĩ đến em này nha. Đã lên cặp phuộc nai rồi. Anh em thì biết cặp phuộc nai thì đi rất là vừa cứng xe, nói chung vừa cứng xe mà đi chở đồ nặng rất là ok nha. Gắn cột phuộc nai rất là cứng cáp cái xe luôn. Anh em mua về mình chở đồ cũng rất là ok ha. Còn đi mình đem anh em nào mà gắn cột phuộc zin đó vô thì nó yếu hơn. Còn cột phuộc này thì đi rất là ok ha. Em này thì biển thành phố Hồ Chí Minh nha mọi người. Một con quen pha xanh nhớt nha. Em để giá là 12.800.000 cho anh em mình chạy cày bừa hoặc là mình mua chở đồ rất là ok ha. Chạy dịch vụ nó cũng rất là khỏe nữa. Xe này nhỏ gọn đi cũng rất là ok. 52M9 0647 12.800.000 cho em quay pha lốc đen này nha mọi người. 12.800.000, máy rất là im thì thầm luôn nha. Xe này là full chức năng đầy đủ nha anh em, đèn bình càng full chức năng nha anh em. Xe này không hiếu cái gì nha. Tiếp theo là một em quen pha. Con này thì màu xanh xanh nước biển nha, mang biển kiểm soát là 52F1 9638. Con này thì biển số cũng rất là dễ thương nha anh em. Mà 638 luôn, 9638. Có hàng tài luôn nha ông. Có như là ông địa đúng rồi, 38 ông địa phải. Cũng còn rất là sáng xe ha anh em. Cho nó tắm mưa nguyên một cây luôn. Tại em đưa em đẩy xe ra thì nó trời chuyển mưa ha. Mưa rất là lớn luôn. Cho nguyên một con cho em nó tắm mưa luôn. Nhưng mà đề cái là nổ liền luôn nha. Hồi trưa thì nó sẽ mưa rất là lớn luôn. Em để cho tắm mưa luôn, nhưng mà đề cái là nổ liền luôn. Rất là nhạy. Quen pha lốc đen nha anh em, con quen pha lốc đen. Em này thì 12.000.000 đồng, 52F1 9638. Mấy hôm nay thì có mấy anh em cứ hỏi xe có quen pha lốc đen không anh, nhưng mà bên đây thì cũng còn rất là nhiều ha. Anh em nào mà cứ ưng thì cứ chụp biển số xe gửi qua cho em nha, chứ anh em hỏi quen pha lốc đen thì em không biết biển số xe nào, tại nhiều biển số xe lắm. Anh em cứ chụp hình biển số xe nhắn qua cho em nha, em biết xe đó là biển số xe đó gì, màu gì là em biết liền à. Giá thì em này thì 12.000.000 đồng ha. Anh em nào hết thì cứ liên hệ em nha mọi người. Tiếp theo là một con Wanfa. Em này thì màu đỏ nha anh em, mang biển kiểm soát là 51S57048. Em này em để giá mọi người là 11.500.000 ha. 11.500 cho em này nha mọi người. Anh em nào hết thì cứ liên hệ em nha. Có giá xe em bị giá xe thì em cũng có ghi biển số xe rồi. Anh em nào cứ xem xe thì mình mua ha, có bớt lọc lá cho quý cô chú mình ở xa ha, không có kê giá cho quý cô chú mình mua.
anh em có giá biển số xe, giá xe thì em có ghi trên biển số xe hả? 51S57048. Thì nổ máy xe cho này cho anh em nghe mình cảm nhận ha. Đi lò biết có nổ không nữa. Cho nó tắm nguyên một cây mưa rồi. Chắc là hết xăng. Cái nổ như thế này là biết là hết xăng rồi. Em này cũng nhạy nổ lắm. Xăng mà có xăng vô là bấm là nổ liền à. Đấy, em này thì mình biết mà. Em này thì biển Bình Bình Thạnh nha anh em, 51S57048 của em Bình Thạnh. Tiếp theo là một em rim City, em này thì 7.8 triệu nha. Một rim City lên rim nha anh em. Em 50E6060. Biển số cũng rất là dễ thương ha. Có 7.8 triệu thôi nhé. Anh em nào mua về chở đồ rất là ok ha. Mấy cái dòng rim này anh em mua đồ mua về chở đồ cũng rất là ok. Biển 50E6060 số cặp luôn nha anh em, 7.8 triệu thôi. Coi bớt lọc lá cho anh em mình ha. Hôm nay em về con Sirius. Em này thì đời 2020 nha anh em. Đời 2020 67C17619. Em này thì đời 2020. Em để giá là 10.800.000 cho mọi người ha. Xe này thì đi cái bô nổ rất là quy lực luôn nha anh em. Mấy bạn trẻ nào mà có đam mê bô nổ lớn thì anh em lấy con này về đi ha. Có 10.800.000 thôi, đời 2020 ha. 67C17619. Anh em nào ở An Giang thì nên lấy em này về đi ha, xe chạy rất là ngon luôn. Đi cặp đèn led cũng có, đèn led này chắc cũng rất là nhiều tiền luôn nha anh em. Xi nhan đầy đủ ha. Thì có 10.800.000, anh em nào hết mấy cái dòng Sirius màu xám này ha. Con này là màu xám nha anh em, kết hợp với tem tem chữ vàng ha. Xe cũng còn rất là ok, máy rất là dữ luôn. Đèn bình càng full chức năng đủ ha. Anh em mua xe thì có gắn cặp kiến cho anh em ha. Tiếp theo là một em Sirius FI phun xăng điện tử rồi nha mọi người. Xe này thì mang biển kiểm soát là 59I1 59532. Em để là 10.800.000 ha, 10.800.000 đồng. Em này thì biển Hóc Môn ha anh em, biển Hóc Môn. Anh em nào ưng mấy cái dòng Sirius FI thì cứ liên hệ em nha mọi người. Máy thì ba mọi người là nguyên zin ha, máy im cực kỳ luôn, máy im cực kỳ nha mọi người. Có 10.800.000, anh em nào hết thì cứ liên hệ em nha. Tiếp theo là một em Sirius mang biển kiểm soát là 59I2 52440. Em này thì FI nha mọi người, phun xăng điện tử, bánh mâm thắng đĩa luôn nha, bánh mâm thắng đĩa. Xe này mã nổ rất là im luôn, đi không có hao xăng. Liên hệ em nha mọi người. Em này thì 10.500.000 đồng,
mã êm cực kỳ luôn. Anh em nào hết thì anh em nào hết biển số xe nào hoặc là mà dòng màu nào thì cứ liên hệ em nhé, và qua số điện thoại là 0379 666 994 hoặc là 0985 822 499 nha, số Zalo của em. Quý cô chú nào mà nhắn tin cho em không được thì cứ cứ gọi cho em không được thì cứ nhắn tin qua cho em nha, tầm khoảng 5 đến 10 phút hoặc nửa tiếng thì em thấy bài em thấy tin nhắn thì em sẽ trả lời lại cho quý cô chú mình nha. Nếu quý cô chú nào mà có mua góp thì cứ liên hệ em nha. Chỉ mang căn cước công dân có gắn chip, không được nợ xấu nha mọi người, trên 20 tuổi và dưới 60 tuổi nha. Địa chỉ cửa hàng của em là 271A đường tỉnh lộ 15, ấp Phú An, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, cách nhà thờ Phú Hòa Đông 100m nha anh em. Nếu quý cô chú nào mà không đành đường đi thì cứ liên hệ em nha, em sẽ thả vị trí cửa hàng của em. Anh chị em cứ bấm vào cái Google Maps nó sẽ ra nha, hoặc anh em cứ lên Google Maps cứ bấm là xe máy Di Dũng Củ Chi thì nó sẽ ra nha anh em. Rồi em cũng kính chúc cho quý cô chú mình có nhiều sức khỏe ha. Ngày mai cũng là 2 tháng 9 rồi, anh em nào có đi chơi thì cũng nhẹ tay ra ha nha. Còn nếu em cũng xin chúc cho quý cô chú mình nhiều sức khỏe ha, một kỳ nghỉ lễ rất là vui. Em xin chân thành cảm ơn.